Lại nữa, Thiện Hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình không nơi nương tựa, nhiều các khổ não, thiếu thốn mọi bề nên vô cùng thương xót, an ủi họ. Ta có thể làm chỗ nương tựa cho các ngươi, khiến các ngươi giải thoát sự đau khổ đang chịu đựng. Các ngươi cần gì, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc y phục, hoặc đồ nằm, hoặc xe cộ, hoặc phòng xá, hoặc hương, hoặc hoa, hoặc nô bộc, hoặc chân bảo, hoặc kỹ nhạc, hoặc đèn đuốc, hoặc đồ trang sức, hoặc thuốc men, hoặc các thứ vật dụng cần thiết khác, đều tùy ý nhu cầu, chớ có nghi ngại. Ta sẽ theo sự nhu cầu của các ngươi đều cho hết, khiến các ngươi được lợi ích dài lâu. Khi các ngươi nhận vật ta cho, xem như lấy của mình, chớ tưởng vật người khác. Vì sao? Vì từ rất lâu ta chất chứa tài vật chỉ vì các ngươi mà có được lợi lạc, cho nên nay đây các ngươi dùng tâm không nghi ngại. Đối với tài vật này tùy ý nhận lấy, nhận rồi trước nên thọ dụng chánh đáng, tu các thiện pháp, sau đó dùng các vật này bố thí cho các hữu tình, cũng khiến tu thiện, đó là khiến tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng khiến an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng khiến tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng khiến an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khiến tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khiến tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, cũng khiến tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khiến tu hành pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khiến tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng khiến tu hành năm loại mắt, 6 phép thần thông, cũng khiến tu hành 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng khiến tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng khiến tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Thiện Hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi dạy bảo dẫn dắt các hữu tình rồi, tùy theo căn cơ lại khiến tu tập các pháp vô lậu, hoặc khiến chứng đắc quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, hoặc khiến chứng đắc quả vị độc giác, hoặc khiến chứng nhập các địa Bồ Tát, hoặc khiến chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ ca tột. Này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, khiến họ giải thoát đường ác sanh tử, để theo căn cơ chứng đắc niết bàn của ba thừa. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật đa và đạo Đại Bồ Đề của các Đại Bồ Tát khác, phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình? Phật dạy: Này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, thấy các hữu tình vật dụng thiếu thốn, phiền não thiêu đốt, chẳng có thể tu thiện, thương xót bảo: Các ngươi nếu vì thiếu thốn vật dụng mà chẳng có thể tu thiện, ta nay cho các ngươi đồ ăn uống, y phục và đồ nằm, vân vân, đủ các loại vật dụng, các ngươi chớ khỏi phiền não ác nghiệp, nên chân chánh tu tập các thiện pháp như bố thí, vân vân. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh giới ba la mật đa, tùy theo căn cơ nhiếp thọ các loại hữu tình. Người san tham khiến họ tu bố thí, đối với thân mạng tài sản không có gì luyến tiếc. Đối với những người phá giới khiến tu tịnh giới, năng thọ trì thực hành nghiêm túc 10 nghiệp đạo thiện, an trụ luật nghi giới, chẳng phá, chẳng xuyên lậu, không uế, không tạp, cũng không chấp thủ. Đối với những người sân nhuế khiến tu an nhẫn, bị mắng nhiếc làm hại, tâm không biến đổi. Đối với những người giải đãi khiến tu tinh tấn, tu các thiện pháp như cứu đầu cháy. Đối với những người tán loạn khiến tu tịnh lự. Đối với những người ngu si khiến tu trí tuệ. đối với những người chấp pháp, khiến quán pháp không, người không có 37 pháp phần Bồ Đà, khiến tu hành pháp phần Bồ Đà, người chưa có thể quán 4 thánh đế, khiến tu chánh quán. Người không có tịnh lự, không có vô lượng, không có định vô sắc, khiến họ tu tập. Người không có giải thoát, thắng xứ, vân vân, cho đến biến xứ, khiến họ tu hành. Người chưa đắc pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, khiến mau chứng đắc. Người chưa đắc pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, khiến họ tu chứng. Người chưa nhập địa Bồ Tát, khiến họ hướng nhập, mau được viên mãn. Người chưa đắc 5 loại mắt, 6 phép thần thông, khiến dần tu chứng. Người chưa đắc 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, khiến dần tu chứng. Người chưa đắc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, khiến dần tu chứng. Người chưa đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khiến dần tu chứng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, phương tiện thiện xảo, hoặc khiến giải thoát các khổ trong đường ác, hoặc khiến chứng đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, hoặc khiến chứng đắc quả vị độc giác, hoặc khiến chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, đó gọi là Đại Bồ Tát tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, khiến họ giải thoát sanh tử trong đường ác, tùy theo căn cơ chứng đắc niết bàn ba thừa. Này Thiện Hiện, nên biết có Đại Bồ Tát tu hành 4 Ba La Mật Đa khác và đạo Đại Bồ Đề khác, tất cả đều luôn luôn là phương tiện thiện xảo, dùng tất cả thiện pháp, thành thục hữu tình, khiến họ giải thoát đường ác sanh tử, hoặc khiến chứng đắc Bồ Đề tịch diệt an lạc của Thanh Văn, hoặc khiến chứng đắc quả vị độc giác tịch diệt an lạc, hoặc khiến chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, có khả năng làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình tận đời vị lai thường không gián đoạn.